Muốn mua dàn karaoke gia đình hát như phòng hát thì xem ngay bộ này các bác nhá. Xin mời chúng ta cùng nghe thử này. Rất uy lực. Nó một chiếc đẩy dày 4 kênh 4800 Pro, một chiếc vang số, một mic không dây và một chiếc mixer nữa theo yêu cầu của anh. Các bạn nào mà thích lấy mixer nữa để lắp thêm nhạc cụ thì lấy thêm, thì không có thì thôi, không mixer thì vẫn hát bình thường thôi nhá. Rồi xin mời chúng ta nghe lại lần nữa chiếc âm rất tuyệt vời.